Giờ mùa hè Việt Nam từ 8. Dạ con xin sám hối. Hôm nay là bắt đầu thay đổi cho giờ mùa đông. Ở Việt Nam từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi tối. Boston 7 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi sáng. New York 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi sáng. Cali 5 giờ rưỡi đến 8 đến 7 giờ rưỡi sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney. Một giờ 30 đến 1 giờ 30 sáng. Con đang nguyện thành kính để lễ cho tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình phản ngữ Pali bài 13 kinh văn Dục lạc là đầu mối của tranh chấp. Học phản ngữ các hình thức động từ bản sẽ do thượng tọa Tỳ Siêu giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta ra nghiêm tâm nghiệp cảnh để tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh để tam bảo. Nam mô Bích Hà Dạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, dư lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương. Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu. Cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh. Kính trưởng thượng đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình phản ngữ Pali cho thì thượng tọa chắc tặng biên soạn và bài 13 kinh văn Dục lạc là đầu mối của tranh chấp. Học phản ngữ các hình thức động từ cơ bản sẽ do thượng tọa Tỳ Siêu giảng dạy. Chúng con kính thỉnh thượng tọa đẳng từ bi giảng nhập bài học năm một bích tài nhé. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đã đổi giờ, chủ nhật này chúng ta bước sang giờ của mùa đông. Ở Việt Nam thì chư tăng sẽ bắt đầu trễ hơn một tiếng, thay vì 8 giờ có 8 giờ rưỡi. Trong khi đó tại Hoa Kỳ thì sẽ bắt đầu vào 7 giờ rưỡi thay vì 8 giờ. Tức là ở bên Mỹ thì sớm hơn nửa giờ, bên Việt Nam thì trễ hơn nửa giờ. Đó là một cách thỏa hiệp để không có bên nào quá sớm quá trễ. Trong ngày đổi giờ hôm nay cũng có một chuyện là, thứ vì hôm nay chúng tôi bận một cái đám tang của một Phật tử ở tại chùa, mà tang lễ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Do vậy có thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu giúp để khoán chuyển. Ngày hôm nay thay vì giảng thắng pháp thì là giảng sẽ giảng phần phản ngữ. Và ngày mai này chúng tôi sẽ giảng phần thắng pháp thế cho ngày hôm nay. Đồng thời quý vị, ngày hôm nay chúng ta thử một cách mới ở trong việc biên soạn giáo trình. Thấy rằng thượng tọa Tỳ Siêu đã bắt đầu chú trọng rất nhiều từ vựng trong bài học. Do vậy chúng tôi bớt cái phần ngữ nghĩa lại, để thay vào đó thì chúng tôi trong phần kinh văn sẽ dịch từng câu. Câu phần ngữ của Pali có đôi khi từng câu như vậy nó sẽ dễ hơn là chúng ta đi vào từng chữ.
Dịch có nhiều chữ, quý vị, nguyên câu thì dễ dịch, mà dịch từng chữ khó dịch lắm. Thì để thử xem coi cách này có giúp cho quý vị nhiều hơn hay không. Vâng, cũng tùy vào sự tội tự siêu. Nếu sự tội tự siêu và quý Phật tử thấy cần trở lại phần ngữ và nghĩa đó, chú thích gì trước kia thì chúng ta cũng sẽ trở lại. Nếu không thì sẽ theo cách mới. Bây giờ thì thay mặt đại chúng kính cung thỉnh sự tội tự siêu bắt đầu cho lớp học phần ngữ Pali ngày hôm nay. Kính cung thỉnh thượng tọa. Namo Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư Tịnh Văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay về cái phần văn phạm thì chúng tôi vẫn biên soạn và học tiếp bình thường, nhưng mà có cái sự thay đổi về cái bài đọc. Thay vì chữ đâu nghĩa đó, thay vì chú thích từ vựng của bài đọc Pali thì thường tổ giáo đảm cho dịch từng câu. Cái điều này nó cũng dễ cho các Phật tử chúng ta học. Tuy nhiên riêng về trong bài học hôm nay thì chắc có lẽ là xin trước khi chúng ta học, thượng tọa giác đẳng quan hỷ, nếu thượng tọa còn rảnh cái thời gian, thượng tọa sắp xếp lại dùm cho. Bởi vì ở trong bài của chúng ta hiện có đó, thì cái câu Pali với câu tiếng Việt đó, nó không có khắc khao với nhau. Như vậy thì cũng rất là khó. Cho nên khi xin sắp xếp lại giùm vì cái câu mà xây dựng tha thiết ga và tí Vichowa Kankowa Kulalo và mang sát bê sinh à đà giá u đi xây giá, thì câu đó nó chỉ dịch có một câu ngắn này gia chủ, ví như con chim bên cơn, con chim diều hâu hay con chim ưng giành được miếng thịt liền bay bổng lên, tới đó thôi. Không biết thượng tọa giáo đẳng có nghe kịp không, tới đó thôi. Và từ chỗ cái câu mà tập mê năng vi cha bí căn cà bí căn là bí anh đúc bát thị toa anh đúc bát thị toa vừa tách xây dung vừa sách chi dung, thì cái câu đó phải dịch là các con chim cơn khác, các chim diều hâu khác hay chim ưng khác đuổi theo đuổi thái sát theo giành giật xé nát nguyên thịt ấy. Rồi cho nên mình bỏ cái câu tiếng Việt mà nếu con chim bên cơn, bởi vì cái chữ nếu con chim bên cơn hay chim giờ hâu có thể do nhân duyên ấy đi đến chết hay đến chỗ gần chết, cái câu đó là nó trùng với cái câu ở phía sau. Vì vậy cho nên chúng ta đề nghị hai câu Pali trên là để cho cái đoạn dịch này gia chủ ví như con chim bên cơn vân vân xé nát miếng thịt ấy,
Rồi cái chữ tâm kinh manh xích cái hợp bất tích này cho chủ có nghĩ thế nào? Sách chê sô vi chô qua căng cô qua cú là tô qua tăng mà mang sa bình si bê sinh nà kíp bà mềm quá bà tư sách dạ số tà tô đi đà năng mà rà năng qua đi vết chạy giá mà rà năng mà rà năng mà tăng qua đức hạnh tí. Nếu con chim kinh diều hâu, chim diều hâu hay chim ưng ấy không dứt bỏ ngay miếng thịt đó, nó có thể do nhân như nãy đi đến chết hay đi đến chỗ, đi đến khổ gần như chết. Dạ, yeah, xin cảm ơn thượng tọa. Khi thượng tọa giác đẳng chỉnh lại các cái đoạn kinh trong thời gian này thì xin các vị quan hỷ để cho trọn vẹn cái đoạn kinh Bali và dịch, chúng ta đừng có tách chát lên trên màn hình. Bởi vì cái chát như vậy nó sẽ bị gián đoạn, sẽ bị gián đoạn cái đoạn kinh. Chờ từ nào xong cái chút xíu thôi, còn chút xíu nữa. Bây giờ thì trước tiên chúng ta sẽ học về văn phạm trước, sau đó chúng ta sẽ hướng dẫn cho quý vị về cách đọc cũng như ý nghĩa của một cái đoạn kinh trên. Hôm nay chúng ta sẽ học các hình thức động từ cơ bản. Ở đây khi mà nói đến cái hình thức động từ cơ bản thì chúng ta chưa có học tới tám nhóm ngữ căn với các cái động từ tướng của nó của chúng. Bởi vì học như vậy quý vị sẽ cảm thấy bị rối, cho nên ở đây chúng tôi chỉ giảng lược lại bằng cách là chúng tôi nói rằng là trong tiếng Pali động từ cơ bản có bốn hình thức tận cùng là A, là E, O. Trong bảy nhóm, trong tám nhóm, trong bảy hoặc là tám nhóm ngữ căn tha thứ bên á của động từ thì chúng ta chỉ cần biết, vì chúng ta đang học cái cách chia động từ, cần biết động từ nó có bốn hình thức cơ bản. Tận cùng là á, thí dụ như chữ passati. Sư trụ trì quan hỷ đánh chùm cái chữ passati trên bảng. Chữ passati
động từ cơ bản là bát xá. Bát xá tinh hồn của bát xá đó là cái động từ cơ bản có hình thức tận cùng lã. Kít na tít, động từ cơ bản là kít na. Đó là cái loại động từ có hình thức động từ cơ bản tận cùng là a. Chô rê tít, động từ cơ bản là chô rê. Đó là hình thức cái động từ có động từ cơ bản tận cùng bằng e. Cà rô tít, động từ cơ bản là cà rô. Đó là bốn hình thức động từ. Dầu cho mấy ngàn động từ đi nữa thì cũng nằm ở trong bốn hình thức thôi. O, A, A, E, O, A, A, E, O. Sở dĩ mà chúng tôi cho học cái này đó, học nhanh đấy thưa quý vị, là tại vì khi mà chúng ta chia cách động từ là chúng ta không cần phải nhớ đến tám nhóm động từ đâu. Nhóm để nhất động từ, để nhị, để tam, để tứ, để ngũ, để lục, để thấp, chúng ta khỏi cần. Mà chúng ta chỉ thấy cái động từ mà cơ bản của nó tận cùng là á, là a, là e, o, và chúng ta chia được. Quý vị thấy cái chữ bát tí đó, hay ki na tí, chô rê tí, ca rô tí, cái chữ tí ở phía sau đó, cái đó không phải là nó liên quan đến động từ gì, mà nó chỉ là cái dấu hiệu cho biết là ngôi thứ, cho biết ngôi thứ, ngôi thứ ba hoặc là ngôi thứ hai hay là ngôi thứ nhất. Nhìn cái chữ đó biết. Thí dụ như rồi số ít số nhiều, thí dụ chúng ta thấy chữ tí, thấy chữ tí là chúng ta biết đó là ngôi thứ ba số ít. Và chúng ta thấy cái chữ ở phía sau đuôi của động từ là chữ chữ anh là tí, thì chúng ta biết đó là số nhiều. Nếu mà chúng ta thấy cái chữ xí là biết ngôi thứ hai số ít. Và chúng ta thấy thá là chúng ta biết ngôi thứ hai số nhiều. Nếu mà chúng ta thấy cái chữ mí là chúng ta biết ngôi thứ nhất số ít. Chúng ta thấy cái chữ má là biết ngôi thứ nhất số nhiều. Cho nên chúng ta khỏi cần chú ý chỗ đó. Vì chỗ đó mai mốt chúng ta học chia động từ quá khứ hay động từ vị lai, cái chữ tí là si tha mi bá, cái đó nó sẽ biến dạng mất tiêu rồi. Nhưng mà cái tận cùng của động từ cơ bản a a e o bát sát ki na chô rê ca rô, cái đó là quan trọng đó. Cái đó nhìn vào để chúng ta biết cái cách chia cái động từ. Quý vị nhớ chừng ở chỗ đó. Thì hôm trước cái bài số 12 đó là những động từ có hình thức bản tận cùng là á, chúng ta đã học xong cách chia ba ngôi, thì hiện tại đã học xong. Sư Tuệ Tri Quan Hỷ sửa lại là đã học xong chứ không phải đã đọc. Không phải đã đọc.
xin dò cái bản, xin chỉnh lại dùm cái bài dùng chung thường. Chữ học đã học xong chứ không phải đọc xong. Vị nào có được cái, có được bài này thì gửi đi đó, thì chúng ta nên sửa cái là đã đọc, đã học xong. Hôm trước chúng ta đã học về cái bài mà Charati, Charanti, Charasi, Charatha, Charami, Charama. Chúng ta chia động từ ngôi thì hiện tại tận cùng cơ bản là ác, chia như vậy đó. Còn bây giờ hôm nay thì chúng ta học ba loại động từ cơ bản, tận cùng là a, e, o. Trước hết, một số động từ có hình thức cơ bản tận cùng là a, như là kiết na tí, sự tự trị đánh dùng ở chữ kiết na tí, mua. Quyết kiết na tí là bán. Dạ, cảm ơn. Cứ tiếp tục như vậy để Phật tử chúng ta sẽ theo dõi kịp. Chiết na tí là thắng cuộc, và phụ na tí là đặc chính. Sụ na tí là nghe, vụ na tí là đan kết. Mị na tí là đo lường. Cha na tí là hiểu biết. Quý vị Phật tử chúng ta nhìn cái động từ đó thì chúng ta thấy ở phía trước cái chữ tí đó, nó là na. Tức là vị như a. Thì bây giờ đối với động từ mà tận, động từ có cơ bản tận cùng là a đó, thì chúng ta chia như thế này. Chia ba ngôi thì hiện tại so khi na tí, chúng ta lấy cái chữ đầu để chúng ta làm chứng, là nó mua. So khi na tí là nó mua. Rồi bây giờ T là số nhiều đó, T khi na tí. Ở đây quý vị thấy chữ ký na tí đó, cái dấu trường âm của cái chữ na đó thì nó mất đi, vì nó đứng trước cái chữ n, chữ na và chữ ta của âm kép. Cho nên ký na tí chúng ta bỏ cái chữ a, chứ chúng ta không nên viết là ký na trường âm rồi n tí. Toàn kina si là anh mua. Tùm hê kina thác là các anh mua. Mai dân kina má, a hăng kina mi là tôi mua. Mai dân kina má là chúng tôi mua. Như vậy là cái động từ nào mà tận cùng cơ bản là a thì chúng ta nhớ ngôi thứ ba số nhiều đó, vì nó ghép với chữ anti, do đó cho nên nó bỏ trường, nó dấu trường âm, chỉ vậy thôi.
Còn lại những cái hình thức của các ngôi khác ấy, thì nó giống như cái hình thức của động từ charity vậy. Bây giờ chúng ta bước qua về bước qua động từ có hình thức cơ bản tận cùng là e. Một số động từ có hình thức cơ bản động từ là e như là chô ri tí là trộm cướp, ba tê tí là đánh rơi, đánh rơi hay là làm rơi, vô bê tí là chăn giữ, như là chăn bò, chăn vịt, chăn bò, chăn trâu, vân vân, thì bị gọi là vô bê tí. Ba lê tí là hộ trì hay là cai trị. Và đê si tí là thuyết giảng. Như vậy khi mà chúng ta nhìn những cái động từ này, chúng ta thấy động từ cơ bản tận cùng là e đó, nó đứng trước cái vị ngữ tí là tí si tamima. Bây giờ về cái cách chia của cái động từ, của hình thức động từ này theo ba ngôi và thiện hiện tại thì chia như thế này: so chori chori tí nó trộm, tê chô rên tí là chúng nó trộm, toan chô rê xí là anh trộm, tầm hê chô rê thác là các anh trộm, a hăng chô rê mí là tâu trộm, mà dân cho rì bát là chúng tôi trộm. Sô tê tăng tùm hê a hán mà dân là những cái tiếng đại từ dùng làm chủ ngữ cho động từ ngôi thứ ba, ngôi thứ hai và ngôi thứ nhất, số ít số nhiều. Chúng ta chú ý lấy đó làm chuẩn để mà chúng ta xài cho các trường hợp khác. Bây giờ chúng ta lại bước qua những động từ có hình thức cơ bản tận cùng là ô. Một số động từ có hình thức cơ bản tận cùng là ô như là các rô tí làm hay tạo ra. Tạch nô tí là nới rộng, hay giãn cách. Mạch nô tí là suy tưởng. Sau đây là cách chia hình thức động từ cơ bản này theo ba ngôi thì hiện tại: so karoti là nó làm, te karanti là chúng nó làm, toan karosi là anh làm, tumhe karotha là các anh làm, ahang karobi tôi làm,
mà văn hóa là chúng tôi làm. Như vậy đó chia, thì chúng ta không có ly đó, chúng ta phải cẩn thận với những cái bản chia này, áp dụng luôn cho tất cả động từ. Động từ có hình thức tận cùng là gì? A, A, E, O. Thì chúng ta nhớ cẩn thận khi mà chúng ta chia, chúng ta chia, chia động từ theo thì, theo ngôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập áp dụng. Ở trong bài tập áp dụng hôm nay đó, thì chúng tôi muốn cho quý vị quen với cái trường hợp mà chúng ta nhìn cái câu bài tập bằng tiếng Việt, chúng ta dịch ra tiếng Bali. Và một phần là chúng ta dịch từ cái câu Bali ra ra tiếng Việt, tập đồng quen hai cái. Dịch ra tiếng Bali là chúng ta có hai câu. Chúng ta có 5 câu. Thì câu này Đức Phật thuyết, Đức Phật thuyết. Thì Đức Phật là chủ ngữ, Đức thuyết là động từ. Quý vị hãy xem ở trong từ vựng của nhóm động từ tận cùng bằng E, quý vị sẽ thấy cái chữ đi xe tí đó. Và bây giờ chúng ta vị nào làm bài tập đi. Nay sao mai là bài tập ở trên. Cô Lan Nhiều Việt, dạ. Dạ đúng rồi. Ở đây cái câu mà nói là Đức Phật thuyết, chúng ta dịch ra Bali là Putho De Sepi. Putho là chỗ cách số ít của chữ Putha. Đề sĩ tí là động từ ngôi thứ ba số ít, vì cái danh từ Bích Thá chỉ cho Đức Phật thì ở ngôi thứ ba. Đến cái câu thứ hai, chúng tôi cũng tôi ngủ. Quý vị dạ, xin cảm ơn Bộ trưởng Quốc. Mấy dân sẽ già má, chúng tôi ngủ. Câu thứ ba, những kẻ trộm đánh cắp. Chuyện kẻ trộm ở đây là chỗ rác. Chúng ta chia xuống nhiều chỗ khác là gì đó. Rồi chữ đánh cắp đó là chúng ta chia động từ
cô Lăng Trần Nguyệt Quang Hỷ, cô đánh dùng cái chữ Pali đó, Mạch Văn Sát Gia Má. Cô Trần Khúc đã ghi chữ Sát Gia Má nè, chỉ có dấu trường âm ở trên chữ A đó. Thì cô đánh cái đó thành cái dấu trường âm tiếng Pali, chứ cô để chữ Sát Gia Má thì nó không có đúng. Sát Gia Má, nhớ chỗ đó. Cô dịch lần vừa sửa để giúp cái câu Mai Văn Sát Gia Má. Bây giờ cái câu thứ ba, kẻ trộm đang đánh cắp. Câu này chúng ta dịch Rabali là chữ gì? Ồ, cô Lăng Trần Nguyệt để cái chữ Sát Gia Má, cái dấu trường âm ở trên chữ gia chứ không phải là trên chữ xa. Sát Gia Má là ngủ, chúng ta ngủ. Và cái câu thứ tư, câu thứ ba thì cô Trần Khúc đã làm là những kẻ trộm đánh cắp, những kẻ chô ra số nhiều. Dạ. Yeah. Do đó cho nên động từ phải là chô rên tí, chứ không là chô rê tí được, mà chô rên tí. Thứ tư là các con bò đang đứng. Thì ở đây chúng ta phải xài động từ xuống nhiều và con bò cũng xài xuống nhiều. Chữ gô nát là con bò, còn chữ đứng là động từ tiếp thật tiếp, là động từ cơ bản tận cùng bằng chữ á. Gô đa tiếp thành tiếp. Dạ, đúng rồi đó. Và câu số 5 là Đức Vua cai trị. Bây giờ chúng ta mới có học có một từ chữ Đức Vua là Vua Phu Ba Lá. Mai mốt chúng ta học thêm những cái từ vua như thì chữ Phu Bát Tí cũng là vua, và chưa ra chát cũng là vua. Nhưng mà chúng ta học Phu Ba Lá thì chúng ta cứ xài Phu Ba Lá thôi. Đức Vua đã cai trị. Phu Ba Lô Ba Lê Tí. Dạ đúng rồi, Phu Ba Lô Ba Lê Tí, Đức Vua đã cai trị. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái bài tập từ việc dịch Rabali. Bây giờ chúng ta học, chúng ta làm bài tập từ Pali ra Việt. Sư Tuệ Trì đánh dùm cái câu chô ra chô rên tí. Câu này chúng ta bị trùng. Hồi nãy chúng ta đã làm ý nghĩa đó ra, những kẻ trộm đang đánh cắp. Câu 2, Phu Ba Lô Cà Rô Tí.
Phuvalo karoti. Nhà vua đang làm. Câu 3. Vô đô tích thích. Vô đô tiếp theo tí là con bò đang đứng. Dạ, cảm ơn cô. Đúng rồi. Kasaka Minanti. Ở trong từ vựng chúng ta không có chữ Kasaka. Danh từ Kasaka có nghĩa là người nông dân. Thì cái câu Kasaka Minanti chúng ta dịch là những người nông dân đang đo lường. Hay là chúng ta nói đang đông đo. Đồng ở đây, đồng o đó có nghĩa là thí dụ như đồng lúa, vâng vâng. Thì xài chữ đồng được. Câu 5. Kumaro vô về tí. Kumaro vô về tí là dạ đúng rồi. Cậu bé đang chăm giữ. Và câu cuối cùng, Ahang Vikinami. Ahang Vikinami. Là tôi đang bán. Tôi đang bán. Những cái bài đầu thì chúng ta học tập làm quen dần dần như vậy cho nó dễ. Rồi chúng tôi sẽ cho mỗi một kỳ học thì thêm một chút văn phẩm, chút một văn phẩm nó liên tới. Như vậy thì qua hai bài đó, chúng ta đã biết về cách chia động từ, dù nó dưới hình thức cơ bản là á hay a, e hay o, chúng ta đều biết cái cách chia đó, cách chia động từ. Nhưng mà hiện tại động từ hiện tại thì nó tương đối là dễ, chứ động từ quá khứ thì các vị cẩn thận, thực ra nó khó. Sao chúng tôi có cảm giác khi mà mình chưa đổi giờ 8 giờ đến 10 giờ mình học, mình thấy cái thời gian qua rất là nhanh. Còn khi mà đổi giờ rồi từ 8 giờ rưỡi cho đến 10 rưỡi, nó cũng phải là nó, sao nó chậm quá. Giờ này mới cái 9 giờ lầm. Thực ra thì thưa quý vị, chúng tôi hồi chiều vừa đi bác sĩ để chúng tôi khám cái họng của chúng tôi, do chúng tôi nói nhiều, giảng nhiều, lại thêm một cái dạ dày nó có vấn đề, cho nên nó hôm rày sau nó bị gắt, bị đau rát cổ. Đến từ đi khám mới biết là bị viêm, bị viêm cổ, viêm họng, viêm thanh quản. Cho nên quý vị nghe cái âm thanh của chúng tôi hôm nay nó bị rè.
Bây giờ đang chơi chúng ta với cái đó. Cái đoạn tiếng Việt mà Thượng Tọa Giới Đẳng cho chúng ta dịch, cái đoạn này là dịch khó lắm nè thưa quý vị, chứ không phải đơn giản. Không phải là chúng ta đem hết tất cả những câu hồi nãy giờ chúng ta làm đập, chúng ta ghép lại thành một cái đoạn văn mà có ý nghĩa đấy đâu. Bởi vì chúng ta phải có đôi khi xài quá khứ từ, có khi xài hiện tượng từ nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với bài đọc của chúng ta. Sư Tự Tri hay cô Lăng Dầu Nguyệt cho cái đoạn kinh văn Say Thapi Gahapati Vichowa Kankowa Kulalowa Mangsabe Sinh Adaya Udiseya Tamme Nang Vichapi Tankapi Kulalapi Adupati Toa Nupati Thì toa của tế chi dung, quý sách chi dung. Chúng ta cho nguyên một cái đoạn kinh đó. Ở đây thưa quý vị, đoạn kinh này chỉ có hai tí, một cái danh từ hô cách này gia chủ, cái lời của Đức Phật Hành Thuyết này gia chủ là kêu cái người đó là xây dịch tha phí, là một trạng từ xây dịch tha cộng với chữ phí, cũng ví như, cũng ví như mà đôi khi người ta bỏ cái chữ cũng thì người ta bỏ chữ phí, cho nên xài chữ ví như con chim cơn cái chô lặng chim cơn. Quý vị có nghe cái ngọn núi mà Vichakuta không? Là cái đỉnh cơn gọi là linh thú. Là cái đỉnh núi mà nó có cái đầu, đỉnh núi nó có hình dạng như con chim cơn đang đứng nè. Hoặc giả là trên cái đỉnh núi đó có nhiều con chim cơn cơn. Con chim cơn cơn là một loại chim mà nó chuyên ăn thịt xác chết. Căn cô là diều hâu. Cung la lô, cung la lá, tức là chim ưng. Mang xá binh sinh là cục thịt hay là một miếng thịt. Chữ mang xá là thịt. Chữ PC tức là một mẫu hay là một miếng. Chữ A đa giá là một quá khứ phân từ của động từ A đa tí, bất biêu
quá khứ từ A Đa Giá, cũng như là sau khi lấy Udiyaya, tức là bay lên. Xài cái động từ, động từ này chúng ta chưa học tới. Động từ này nó không có phải là thì quá khứ, hiện tại hay vị lai gì, mà động từ Udiyaya ở đây đó, ai giá là một hình thức của động từ khả năng cắt. Cũng ví như này gia chủ, Vichu con chim kinh khên, qua căn cô qua, hay con chim diều hâu, cú la lô qua, hay con chim chim ưng, mang sắp đi sinh a đa giá, là sau khi giành được miếng thịt út đi về giá liền bay bổng lên. Còn cái đoạn mà tâm mê năm Vichabhi Kankabhi Kulalabhi Anupatitva Anupatitva Kutachayung Vichachayung, thì có nghĩa như thế này. Tâm mê năm đó là chữ tăng và chữ e năm. Chữ tâm là đối cách, là ấy, là nó. Và chữ ê, ê năng ở đây á, tức là ê tâm, cũng là đó, cũng là nó. Do đó ghép chung lại thì nó thành tâm mê năng. Chúng ta dịch một từ thôi là nó. Nó đây là ám chỉ cho con chim kinh kênh, hay là diều hâu, hoặc là chim ưng đó. Mà nó đã giành được miếng thịt đó, là ám chỉ cho con đó. Còn số nhiều cái chữ Vichha, Vichabhi là những con chim cơn, Kankabhi là những con diều hâu, và Kulalabhi là hoặc là những con chim ưng khác. Ở đây chữ khác là chúng ta mượn mà chúng ta nói ở trong chữ này không có, trong câu này không có. Chữ Anupatitva ở đây chứ có nghĩa là đủ theo. Hay là rượt theo. Của cái động từ Anupatiti sau khi đủ theo
Vì tất thầy dung viết sách cho dung là hai cái động từ khả năng cách. Viết sách cho dung là có thể giành lấy hay là có thể giật lại, có thể giật lại. Còn cái chữ quyết sách chi dung đúng là chữ quyết sách chi dung là bỏ ra, và chữ bỏ ra ở đây đó có nghĩa là xé bỏ, xé nát. Thì ở đây dịch chung mơ lần này gia chủ ví như con chim cơn, con chim diều hâu hay con chim ưng giành được miếng thịt liền bay bổng lên, có các con chim khác, có các con chim cơn khác, chim diều hổ khác hay chim bưng khác, nó bay đuổi theo, đuổi sát. Cái chữ đuổi theo, đuổi sát là chúng ta dịch của chữ anupatitoa, anupatitoa lặp đi lặp lại hai lần. Thì dịch theo trong phong tiếng Việt đó, thì dịch là đuổi theo, đuổi sát. Chứ nếu chúng ta nói đuổi theo hay là chúng ta nói đuổi sát thì nghe kỳ lắm. Chẳng thà trong tiếng Bali, anupatitoa, anupatitoa là người ta biết là đủ sát sát theo. Rồi đuổi theo, đuổi sát theo, giành lấy xé nát miếng thịt ấy. Hồi nãy chúng tôi nói với quý vị là chữ tâm mê năng ở đầu á, thì cái chữ tăng là để ám chỉ cho con chim cơn vân vân mà nó giành được miếng thịt đó. Còn chữ ê năng ở đây tức là ám chỉ cho miếng thịt. Hai cái này đứng chung, đứng cận nhau. Làm thúc từ cho động từ. Chữ Banyasit là động từ Banyatit. Chữ Banyasit là ngôi thứ hai số ít mà chúng ta mới vừa học qua đó. Những ba nhà sĩ là suy nghĩ, là nghĩ tưởng. Tăng, tăng kinh ma nhà sĩ là ông nghĩ thế nào,
Gaudiya. Này gia chủ, ông nghĩ như thế nào? Và cái đoạn dưới thì nó cũng không có, nó cũng không có từ lạ. Sacce Sovichowa Kankowa Kulalowa Tăng Măng Sape Sinh Nà Khiếp và Mê Quá Và Thứ Sách Chạy Giá Số Tà Tô Ni Đa Năng Mar Năng Qua Đức Gê Chạy Giá Mar Năng Mát Tăng Qua Đức Hành Tí. Sách Chê là một giới từ có nghĩa là nếu. Sô Phê Chô, nếu con diều hâu ấy, con kênh kênh ấy, Sô Qua Căng Cô hoặc con diều hâu, Cô La Lô Qua hoặc con chim ưng, Na Khiếp và Mê Quá, tức là khiếp băng và chữ e quá, tức là một cách lẹ làng hay là một cách mau mắn hoặc là một cách nhanh chóng, đó là trạng từ. Và chữ Pati-sa-ca-ya có nghĩa là buông ra, bỏ ra. Mang sa bê sinh, tức là cái cục thịt tăng, mang sa bê sinh cục thịt ấy. Nếu con khinh khinh ấy hoặc nhiều hồ ấy hoặc chim ưng ấy nó không nhanh chóng buông miếng thịt ấy ra, số tật tha tật tô ni đa năng, tật tô ni đa năng là do nguyên nguyên do ấy, nguyên nhân ấy. Sô là nó, ở đây là ám chỉ cho, ám chỉ cho con chim kinh cơn hay chim nhờ hô mà nó đã giật lấy miếng thịt được đó, nó bay lên sẽ chỉ sô. Mar năng qua cái chạy giá, ở trong tiếng Bali khi mà một, khi mà hai câu đối lại với nhau mình nó có liên kết chữ chá, thì cái chữ chá ở đầu thì chúng ta dịch trước. Cái liên từ chắc hay qua chúng ta xen giữa hai cái mệnh đề. Thí dụ của chúng ta thì chúng ta đọc cái đầu thí dụ nó. Đức vua ngự và Đức vua Lâm Triều và các quan thì đang đứng học, thì lúc bây giờ giữa cái Đức vua đang Lâm Triều chúng ta thêm chữ chát, và những quan đại thần đang
chúng ta sợ chữ chát là chúng ta xen lẫn nhau. Cho nên ở đây trong cái câu Maranangwa Đưa chạy giá, đi đến chết, và Maranamatangwa là khổ cần gì chết. Ở đây trong cái cụm từ này chúng ta chỉ xài một cụm từ liên kết thể giác thôi. Thì cái đoạn này đó, cái bản dịch chúng ta đã có, nó không có vấn đề gì. Evam hante, thưa có bệnh Đức Thế Tôn, ở chỗ chữ ê quăng đó là như vậy. Nhưng mà chúng ta học một chữ tống dịch sao, chúng ta dịch những người bỏ trong dịch. Ê vừa mê khô gà bà tí ở đây ra sao bà khô ý tí bà tí xanh chức hà tí măng sạp bê su bà ma ca ma vô ta phát vô ta bà hô đúc khá bông bà gia sa a ri na vô ế thập hay vô phải vô tí. Vậy này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Thế Tôn đã nói các dục được ví như miếng thịt, khổ nhiều não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Cái đoạn đó dịch như vậy. Chúng tôi mệt quá, cái cổ chúng tôi nó đau. Ê vô mê tăng và tha phu tăng sa mắc bệnh nhà giác đi xoa gia dâu về kha na na ta na na ta na na ta si ta tăng a phi nếu có chị tòa và dầu bê kha e kata e kata sita giá thân sắp bà su lô ca mi su bà đà na bà đà na a bà rê sê sa nê rô chà tí ta mê vô bê khăn phà vệ tí. Đi xoa sau khi thấy Ê và Bê Tăng như vậy và tha phu tăng
Nhìn chân Samapanya giá này với chánh trí sau khi thấy như chân với chánh trí tuệ và dân bê kha na na tăng na na ta chữ na na ta tức là cái sự sai biệt, cái sự sai khác, nhưng mà ở đây ngài dịch là đa chủng. Tăng Avinash Kvitva là xả bỏ hay từ bỏ? Sau khi xả bỏ hay từ bỏ? Xả thuộc vào đa chủng, y quý đa chủng. Xả này tức là tâm xả ở cõi chịu giới. Đa chủng tức là xả đối với cảnh sắc, cảnh thân, cái khí và đường cái xúc. Học bữa nay thì cỡ đẳng cho dài quá. Chúng tôi bị đuối sức rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta đọc, chúng ta hành động hết cái đoạn này. Nó có hai cái trường hợp. Nếu như mà chúng ta học để chúng ta dịch ra, thì chúng ta để rời rạc như thế này được. Nhưng mà nếu chúng ta để mà chúng ta đọc cho được đó, thì chúng ta nên để tiếng Pali đi chung lại với nhau, không có rời rạc từng câu, để chúng ta đọc nó dễ. Quý vị chú ý, hễ mà chúng ta đọc đó, là chúng ta đọc hay đọc nguyên, đọc từng câu từng đoạn. Say yết tha pi ca ha pa ti vi chô va căn cô va cu lô lô va bằng sa bê sư nga đà dấu đi dê dạ thầm mê năng vi chà bí căng ca bí cú là la bí a lúc bà tê toa lúc bà tê toa cô ta chê dùng vi sách chê dùng tăng kinh mà nhé sĩ gà bà tí sách chê cô vi chô hoa căng cô hoa cà lô cú là lô hoa tăng mang sa bê sư nếu khi mà về qua bà tí sách chạy giá số ta tô đi đà năng mà ra năng qua đi gà chạy giá mà ra năng mà tăng qua được thành tí ê quang phân tê ê của mê của cô gà hà bà tí ở đây giá xa của cô ý tí bà tí sanh chết cả tí măng sà bê su bà ma ca ma vô ta phật vô ta bà hô đúc ca bà hô bà gia xa à đi nè vô ế thật thay vô. Bây giờ tí ê và mê tăng giả tha rô băng sa ma pa nha cha di sva gia văn u bê kha na na ta na na ta si ta tăng a phê ni vô chê toa gia văn u bê kha e ka ta si ta giả tha sa pa so lô ka mi su pa na đa na
Dana Avaisesa Niruchanti Tami Vu Pekhan Pavati. Đó là cái bài học, bài đọc của chúng ta, bài đọc của chúng ta. Bây giờ thì chắc có lẽ chúng tôi xin phép chúng ta tỉ. Ồ, Phó Thượng Tọa Giáo Đẳng xin thỉnh Thượng Tọa trở lại giúp dùm cho phần sau. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trần Thượng Tọa Thượng Sư. Bạch Chí Thập Đức và Thư Quý Thượng Tử, thật ra thì đang lái xe và cũng sắp tới giờ để nộp lễ đó, nên không có mặt ở trong lớp học lâu được nữa. Nhưng mà có soạn những câu thảo luận trước khi mà chúng ta đi vào câu thảo luận đó, thì để kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền, nếu được thì tổ hoan hỷ giúp đọc cho ba lần thuật kinh văn ngày hôm nay, đọc câu tiếng Việt, câu tiếng Bali, rồi sau ba lần thì chúng ta sẽ đi vào phần thảo luận. Không biết Thượng Tọa Tự Quyền có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tự Quyền nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Dạ, quý vị có thấy Thượng Tọa Tự Quyền nghe được không? Ồ, dạ vâng, dạ, dạ kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, Di Thưa Đại chúng, được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào được quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, nếu mà được thì bây giờ con thấy rằng là có mấy câu hỏi lần và đọc ba cái này và mấy câu hỏi nữa thì kêu là đã hết giờ. Con thỉnh Thượng Tọa có thể Thượng Tọa tiếp tục chương trình cái việc lễ của mình, rồi để sau khi đó chúng con nói xong chúng con sẽ kết thúc luôn luôn. Dạ, như vậy thì con thấy sẽ nó sẽ tiện hơn để cho Thượng Tọa cũng hỏi cái phân tâm. Dạ, tôi kính thỉnh Thượng Tọa như vậy. Dạ, kính ngài được an lành. Bây giờ quý vị nghe rõ Sayatha Pi Gahapati Vicho Wa Kanko Wa Kula Lo Wa Mang Sa Pe Sinh A Đa Giá U Đi Dây Giá Tâm Mê Năng Vít Cha Pí Căng Ca Pí Cú La La Pí Anupati Tòa Vít Tách Chê Dùng Vít Sách Chê Dùng Sách Chê Sô Vít Chô Hoa Căng Cô Hoa Cú La Lô Hoa Tăng Măng Sắp Đê Sinh Nạ Khíp Pâm Mê Quá Patinis Sacheya So Tato Nidanang Maranang Wa Nigacheya Maranamatang Wa Dukhanti Ewa Ewa Me Wang Ewa Me Wakko Gahapati Ariya Ariya Sawako Iti Patisang Chikati Mang Sape Su Pama Kama Vukta Phakavata Pahuk Dukha Pahuk Vajasa Adinavo Ethapiyoti Ewametang Yathaputang Samapanya Yadiswaya Yang Upeka Nanata Nanatasita Tang Apiwani Vachetva Yayang Upeka Ekatta Ekatasita Yathasapaso Loka Misupadana Aparisesa Niruchanti Tamevupekhang Phaveti. Có lẽ bây giờ chúng ta đọc như vậy. Bây giờ chỉnh là Đức còn nữa. Dạ, Sayatha Vigahapati
viết cho qua căng khô qua cú lá lô qua măng sa măng xê bị a đa giá a đi dây giá ta mê tăng viết cha viết căng ca viết cú la la cú la la viết cú la la viết anupatit tòa anupat tòa anupatit tòa quát tay quát quát ta chạy dùng quý sách chạy dùng tăng kinh mày nhớ si cái hấp bát sẽ chê so gít chô qua căng cô qua cú lợ lô qua tăng măng sa bê sinh nát khiếp bà mê quá bà tì nít sẽ chê giá so tát tô nít đà năng má ra năng qua ní gái chê giá má ra nắm mắt tăng qua đúc khăn tí ê quá mê khô gá bà tì á rí xa quá cô tí ý tí bà tì xanh chí khá tí măng sa bê sụ bà ma ca ma u ta pa ca wa ta pa hu đúc khà pa hu bà ya sa a di na vô et tha phi yô tí ê quá mê tăng ya tha phù tăng sam ma pa nha ya di di xoa ya yang bếch u bếch khà na nát ta na nát ta si ta tăng a phí nê vô chê toa ya yang u bếch khà e cắt ta ê cát ta sĩ ta yát ta sáp bà sô lô ca mi su bà ma đa a pa ri sê na ni ru chan tí ta mê vô bà a ta mê vô bà căng bà khăn pha quê tí. Giờ đủ cho cô ta nhuệ khá như là ba đoạn rồi phải không ha? Rồi bây giờ thì cho những cái câu thảo luận thì để chúng tôi sẽ thảo luận một câu và Đức Sư Thông một câu nữa, có lẽ thì cũng đã vừa với cái thời gian rồi. Dạ. Xin quý vị post cái câu thảo luận giúp. Câu thảo luận số 1. Khi Đức Phật thuyết pháp, Ngài thường dùng những ẩn dụ rất gần, quen thuộc trong đời sống. Phải chăng đó là cách khuyến khích tín chúng dễ hiểu hay là điều tự nhiên trong văn học phản ứng? Có thể nói rằng Kinh Bạch Chế Tăng, kính thưa toàn thể quý vị, quả thật như vậy. Khi mà Đức Phật Ngài thuyết giảng kinh văn, Ngài đem những cái ví dụ rất là gần gũi trong cái tự nhiên, trong cái thiên nhiên, trong cách làm. Ngài chuyển hóa cái lời dạy của Ngài xuyên qua cái việc làm của chính họ, cái nghề nghiệp của chính họ. Cái điều này đây là một điều mà trong kinh văn chúng ta rất là dễ gặp. Thí dụ như đi đến, có một bà La Môn, một lần Đức Phật Ngài đi ngang cái một cái chỗ của người làm ruộng, có bà La Môn hỏi gì chứ ta cài ta mới có ruộng ăn. Còn bây giờ thì ngươi này ông Sa Môn Bồ Đàm, vậy ngươi không có cài, ngươi lấy cái gì mà ngươi ăn? Cái nói này ông bà La Môn, ta cũng có cách cài, ta cũng có cách cấy, ta cũng có cái cài, ta cũng có cái cây bừa, ta cũng có hạt giống vân vân. Thì chính Đức Phật Ngài dựa trên cái nghề nghiệp của chính họ, ngài nổi. Rồi Ngài hình ảnh, dùng cái hình ảnh chẳng hạn như bây giờ bảy màu, người thời xăng bảy màu như thế nào, dụ đằng nay thứ nhất, đằng nay thứ hai, đằng nay thứ ba ra sao, để người trí hay là người nghe người ta dễ thâm nhập, mà đặc biệt tức là nghề nghiệp của người ta thì người ta rất là dễ nhận biết. Và dựa trên cái đó Ngài ví dụ, đây là một hình ảnh rất sống động mà một cái chúng ta gọi là trực quan luôn á, nó đi thẳng trực tiếp vào tim người, để người ta có thể hiểu, người ta có thể biết được những cái gì cần phải giải quyết. Và đây là một điều đặc biệt. Nếu như chúng ta hiểu biết được cái tinh thần tu tập đó, thì chúng ta mới thấy rằng, thí dụ bây giờ từ bài kinh bảy mồi, rồi thí dụ như rồi bài kinh chẳng hạn như bài kinh khu rừng vân vân, rồi chẳng hạn như ngày lấy dựa những cái bài kinh mà chẳng hạn như là chúng ta thấy, thí dụ như bài kinh trạm xe, từng cái trạm xe đi tới cái trạm xe thứ nhất, trạm xe thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, vân vân. Rồi chúng ta mới thấy thí dụ như là cái kinh Gò Mối đó, nó xây tổ lúc nào, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ra sao, dựa trên những cái hình thái của
của cuộc đời, của cuộc sống như vậy, và được Phật Ngài chuyển hóa cái lời dạy của Ngài vào trong đó. Thì đây là một hình ảnh hết sức tuyệt vời, mà có thể nói rằng khi mà đọc trong kinh văn, chúng ta thấy trong cái đời sống bình thường, bởi vì Đức Phật Ngài xuất hiện trong cuộc đời, nói những gì thuộc về con người, xung quanh con người, và những cái gì của con người, chứ không phải nói những cái gì mà xa xôi quyền bí. Chúng ta phải nhớ như vậy, để từ đó lột tả, để từ đó mà mở rộng cái sự hiểu biết của con người trên những cái nghiệp vụ, trên những cái sở hành, sở tâm, sở tánh của chính họ. Và cũng như vậy, và rồi thì và cũng đó cũng chính là một điều mà trong văn học Bali, dựa trên cái hình ảnh sinh hoạt đó thì sử dụng ngôn ngữ Bali đó, thì trong văn học đó chúng ta thấy rất nhiều từ ngữ mà đời thường, rất nhiều từ ngữ, rất nhiều cái câu nói mà nó xuyên quanh những chai thoại hay là những cái câu chuyện thuộc về tiền thân, thuộc về quá khứ của chính Bồ Tát, hay là những cái câu nói mà nó chúng ta gọi là một cái nhân cách hóa, hay là những cái hình ảnh mà để mà nói lên để cho con người hiểu biết vân vân, hay mà dùng những cái thi ca là kệ văn chẳng hạn, thì đó là cũng là một điều mà nó cũng rất là đặc biệt ở trong cái tinh thần của Phật ngữ Bali. Và đây là cái câu trả lời, câu thảo luận số 1 của chúng tôi. Tiếp theo mời cái câu số 2 ạ. Cái câu hỏi này xin kính cung thỉnh sư Nguyên Thông Quang Hỷ trả lời cho câu hỏi số 2 dùm. Tại sao dưới ví dụ về pháp thường là những cái gì thuộc về thế giới tự nhiên? Và sư hỏi sư Nguyên Thông có mặt trước máy không ạ? Đến giờ mùa đông là sao? À, phải chuyển giờ hả? Dạ, dạ. Dạ. Ừ. Thì, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là ở trong cái tinh thần của Đức Phật, Ngài thuyết pháp, Ngài độ đời. Chính Ngài thuyết pháp, Ngài độ đời. Cho nên đời sống như thế nào, con người sống như thế nào, Đức Phật Ngài nói liên quan đến cái đời sống như thế đó. Con người sống với cái gì? Sống với thiên nhiên. Con người sống với cái gì? Với xung quanh môi trường. Con người sống xung quanh với môi trường, sống xung quanh với tự nhiên, cái sự sinh hoạt, cái sự đành rằng cuộc đời này nhật nguyệt đêm ngày, sáng chiều vần xoay, trái đất nó xoay quanh buổi sáng buổi chiều ở vòng quanh cái trái đất này, nó có cái thế giới tự nhiên của sáng chiều, hay là nói một cách ẩn ý hơn, cao hơn, đó chính là cái sự hội tụ của tứ đại, của đất, của nước, của lửa, của gió. Sống với thiên nhiên, chúng ta phải hòa nhập với thiên nhiên và lấy cái thiên nhiên đó là một hình ảnh. Đấy, thiên nhiên đó là một cái điều mà nếu như một người hiểu biết thì chúng ta mới thấy đây là một điều tuyệt vời. Một điều tuyệt vời chúng tôi muốn nói là cái gì? Đó chính là để cho tất cả chúng ta mới thấy được. Nếu như chúng ta tách rời thiên nhiên thì cuộc sống chúng ta nó sẽ bất an. Và yêu thiên nhiên, hòa nhập với thiên nhiên, đây là tinh thần, cái đời sống và lời nói của Phật. Đã từ xa xưa 25 thế kỷ trước, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã tạo cho cuộc đời này, cái thế giới tự nhiên này, một điều tốt đẹp nhất. Và ngay cả Đức Phật Ngài cũng không cho các thầy tỳ kheo tự do, có thể là đã thảo kinh xà đó, không có được chặt những cái cội cây, những cành cây hay là những ngọn cỏ gì đó. Mà trong cái khinh giới đã cấm như vậy. Và kính thưa quý vị, ví dụ những cái gì mà thí dụ nó thuộc về cái thế giới tự nhiên,
là những gì đó mà nó rất là bình thường, nó rất là đẹp đẽ. Ngài Xá Lợi Phất hay là chính Đức Phật ngài nhìn về cái Bồ Đề, hay là có một lần như có tích truyền, ngài Xá Lợi Phất ngài đứng nhìn cái cây, khi mà mình ngồi ở dưới đó tức nghiệm lại cái cây này nó che mát, cái này nó làm rượu mát. Nếu như chúng ta có những cái cây lớn, quý vị, khi mà nó đổ nó ngã nó mất đi, chúng ta mới thấy bộ, chúng ta mới thấy tự nhiên nó rất là trống vắng. Bây giờ cũng may mắn ở cho chính chúng tôi nó được cây nhiều, chúng tôi cũng rất là mừng. Mà sự thật ra thì trước kia thì nó là những cái cây tràm, nhưng sau này trồng những cái cây nó cổ thụ hơn, nó lâu hơn, như cây dầu chẳng hạn, như là cái cây sa cừ. Nhưng cây sa cừ thì nó cũng có nhiều khi nó ngã nó đổ thì cũng rất là lo. Và kính thưa quý vị, thì chúng tôi muốn nói rằng để giữ được cái thế giới tự nhiên, cái thế giới trực quan, nó sinh động trong cuộc sống mình thì nó rất là mát mẻ, mà nó rất là tĩnh lặng. Và trong cái thế giới tự nhiên như chúng tôi vừa nói, Đức Phật ngài dùng những cái ví dụ của pháp ngài nói về cái thế giới tự nhiên để cho lột tả con người mình hãy gần gũi sống với thiên nhiên. Mà Đức Phật ngài chính dạy, đây là cội cây, đây là khu rừng, kia là cội cây, hãy lên đường, hãy thực hiện những lời dạy của chính ngài. Thì chúng ta thấy cái lời dạy đó hết sức tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. Nếu như không có những cội cây thì kính thưa quý vị, nếu không có cái thế giới tự nhiên, sông hồ biển ao đêm ngày, thì sự thật ra chúng ta sống trong một cái môi trường hết sức là khắc nghiệt, hết sức là tù túng, hết sức là tù túng. Và ở đây Đức Phật là ngày không những ngài là một vị đạo sư, thiên nhân chi đạo sư, không chỉ là chỉ đường dẫn lối cho chúng ta đoạn khổ diệt khổ, mà ngài chỉ dạy cho chúng ta một cách sống mà hết sức là hiện thực. Mà ngày hôm nay chính các nhà khoa học, các nhà môi trường học phải cầu cứu, phải than trời cho những con người đừng có phá rừng, đừng có tàn phá thiên nhiên, đừng có đào bới, đừng có dài xé trên những mảnh núi, trên những cái quả đồi, đừng có đã nạo vét những sông hồ, khai mở quá nhiều và làm mất đi cái giá trị tự nhiên của chính nó. Thì chúng ta thấy cái gì tự nhiên nó cũng sẽ là muôn thuở, mà cái gì tự nhiên cái đó nó sẽ là một cái giá trị uyên thâm và chân phát vô cùng trong cuộc đời này. Nếu như chúng ta biết yêu thiên nhiên, nếu chúng ta biết yêu thiên nhiên thì chúng ta mới giữ được môi trường sống tốt của mình. Mà chúng ta giữ môi trường sống tốt của chính mình chính là chúng ta biết kiểm soát mình. Chúng ta biết kiểm soát mình chính là giá trị tu tập. Tại sao người ta sống ở thế giới văn minh, người ta sống không xả một miếng rác, người ta không bỏ một cái người ta không có bừa bãi, để làm gì? Để cuộc sống nó được sạch, cái đời sống cuộc sống nó được sạch. Mà cuộc sống nó được sạch thì nó tạo môi trường xung quanh cho chính thân này được tốt đẹp. Mà nếu như chúng ta tu tập mà trong môi trường, quý vị biết, ở nơi đó vật thực, khí hậu, trú xứ, thuốc men, theo môi trường nó là một vấn đề trong cái việc tu tập rất là lớn, chứ không phải là một chuyện đơn giản. Nếu như chỗ đó nó quá lạnh, nếu chỗ đó nó quá nóng, nếu chỗ đó nó quá khô, nếu chỗ đó nó quá là khắc nghiệt thì cũng không dễ dàng tu tập. Mà cái sự tu tập này, nếu chúng ta biết tạo cái thiên nhiên, biết gần kề với thiên nhiên, biết thích nghi với thiên nhiên, thì đây chính là cái sự tu tập tốt đẹp vô cùng. Mà trong cuộc đời này, con người, nếu như con người khi thấy, tại sao những ví dụ mà Đức Phật thì thường ví dụ đến cái đề cập về cái thiên nhiên, bởi vì thứ nhất là mới nói cho con người sống trong hòa nhập với thiên nhiên, sống hòa nhập với cái sự tu tập, từ đó mà nó tốt.
một cái môi trường, một cái khí hậu hay một điều kiện được tốt mà có cái tâm tu tốt nữa, thì nó rất dễ dàng thành tựu cái kết quả mong muốn của chính mình. Ở trong cuộc đời này, sự thật ra thí dụ như quý vị biết, quý vị ở đời một trong những cái xứ sở mà nó ở bên nước ngoài là nó khắc nghiệt nhất, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Tuy là một cái môi trường sạch, những điều cái môi trường sạch, những điều mà thí dụ như không dễ dàng mà chúng ta có thể mà ngồi ở ngoài khu rừng mà chúng ta có thể thiền định, tuy nó có được một cái môi trường mát, đây là môi trường tức môi trường sạch đó, nhưng điều cái điều kiện lạnh quá hay luôn có nóng quá thì cũng chết. Cho nên vì vậy, để có những nơi mà nó thuận duyên trong cái môi trường là chúng ta biết là chúng ta đã phải biết tôn tạo, biết giữ gìn cái giá trị đó. Nếu như ai không biết giữ gìn cái giá trị đó thì tự người đó sẽ không trưởng thành được, người đó sẽ không tốt đẹp được cho chính mình và cũng như cho cái thai nhân. Ở trong cuộc đời này nó rất là nhiều thứ mà chúng ta không tự định đặt được, chúng ta không tự quyết được, mà chúng ta phải cố gắng thôi. Cũng như bây giờ cũng phải đòi hỏi cái điều kiện, trong cái điều kiện tu nó không phải là quá đầy đủ mà cũng như quá là sang sướng. Ví dụ như chúng ta ngồi chúng ta tu ở trong cái môi trường, ví dụ như có máy điều hòa chẳng hạn đi, có e thì cái đó thì nó quá tốt. Nhưng phải nói rằng nếu như trường hợp mà không có cái đó, mà cái thân xác này không đến nỗi đưa đến bệnh hoạn, không đến nỗi mà nó nguy hiểm cho cái sức khỏe một cách quá đáng, thì chúng ta cũng phải cố gắng tu. Chứ không phải là nói như vậy thì chúng ta phải đi tìm một môi trường sạch sẽ tốt đẹp chúng ta mới tu được. À thì cái chuyện đó không phải là như thế, mà chúng ta biết tự chọn và chúng ta lựa ở một cách căn bản. Chứ nếu như không chọn lựa một cách căn bản thì tự chúng ta sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì chúng ta bị lệ thuộc, chúng ta bị rơi vào cái lợi dưỡng, hay chúng ta rơi vào một cái thói quen mà khó sửa. Như vậy thì trong cái cuộc tu thì đó cũng là một cái chướng ngại, đó cũng là một cái vấn nạn mà nếu như ai có tâm tu, ai có sự hiếu tu thì người đó sẽ biết được. Và cũng xin nhắc lại, Đức Phật thì luôn luôn gắn đặt chỉ dạy những gì xung quanh mình, những gì trong cái tầm giới vực của chúng sinh đó, mà chúng ta chờ như ở trong tăng chi bộ, tức là ở trong một cái phương hướng định đặt của chính họ. Nếu như người đó không có một phương hướng định đặt ấy, một cách rõ ràng, một cách thành thạo, thì thời người ấy sẽ rất là nguy hiểm, và người đó sẽ không thành tựu được ở trong cương giới của mình, ở trong cái tầm hiểu của mình, ở trong cái tầm hoạt động của mình, ở trong cái tầm mà chúng ta có cái sự xuyên suốt, có một sự thành thạo, có một sự lào thông, thì điều này chúng ta rất là căn bản tốt đẹp. Cho nên vì vậy sự tu tập này là một sự tu tập đòi hỏi tất cả chúng ta phải cố gắng tự tạo cho mình một cái sự gần kề, một cái sự hòa nhập trong thế giới pháp giới hữu tình này, và nói theo vấn đề vũ trụ quan này, thì đó là một thế giới tự nhiên của cuộc đời, của cuộc sống. Nó là một mối tương quan rất lớn, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng cái tâm mình dù cho nơi đâu cũng vậy thì tâm mình nó vững chắc. Nhưng có thể nói rằng là nếu như lạnh quá quý vị sẽ không chịu nổi đâu, và nếu như nóng quá chúng ta cũng sẽ không chịu nổi đâu, bởi vì sức khỏe và cái sức lực của con người mình không thể nào mà kháng cự lại nổi trong một nhiệt độ âm mà ở ngoài trời, mà chúng ta chỉ ngồi yên mà thiếu đi một cái điều kiện mà để mà tiếp giúp cho cái thân xác này, hay là một điều kiện quá nóng thì chúng ta cũng bực bách, và chúng ta tâm chúng ta cũng khó mà an hòa, tâm của chúng ta mà khó giữ được một chánh niệm nó hoặc là chánh định nó tốt đẹp. Cho nên Đức Phật ngài muốn nói về một cái những gì đó mà thuộc về cái thế giới tự nhiên, xuyên qua cái lời dạy của chính ngài, những cái pháp đó cũng nói đến trước nhất là cá tính cá tâm của con người, và cũng muốn chỉ dẫn con người phải sống gần kề với cuộc đời qua cái niệm, qua cái hơi thở này, qua cái sống này, để chúng ta cần kề
để chúng ta hòa nhập. Và từ cái cận kề hòa nhập đó mà chúng ta có sự tiến tu nó tốt đẹp. À, cái câu hỏi thứ ba, bây giờ kính cung thỉnh đại đức Minh, sư Minh Hạnh Quang Hỷ nói trước cái câu hỏi số 3. À, tại sao có những điều mà khó hiểu nhưng Đức Phật lại dùng rất nhiều ví dụ và minh họa về hệ lụy của ngũ dục, tại sao như vậy? Và kính cung thỉnh đại đức sư Minh Hạnh. Sư Nguyên Thông, xin lỗi, kính thỉnh sư Nguyên Thông. Và kính cung thỉnh sư Nguyên Thông giúp giùm. Dạ kính thưa sư phụ, con không thấy sư Minh Hạnh ở đây, thầy con xin thay thế sư Minh Hạnh được không thưa sư phụ? Dạ cái câu số 3 hỏi rằng tại sao có những điều khó hiểu nhưng Đức Phật lại dùng rất nhiều thí dụ để minh họa về hệ lụy của ngũ dục? Vậy phải rồi, vậy là đâu phải là câu hỏi. Những điều khó hiểu thì những điều khó hiểu thì người trí thì phải dùng nhiều cái thí dụ để minh họa những điều về hệ lụy, tức là cái consequence của những cái ngũ dục là đưa chúng ta đến đau khổ phiền não luân hồi. Thì cái đó là cái chính cái câu hỏi này cũng là cái câu trả lời rồi. Thì bây giờ con nói rõ lại, tại sao những điều khó hiểu, tức là những điều khó hiểu là một khi mà chúng ta có những cái hại tư duy mà sân tư duy, thì tất cả những cái hại tư duy và sân tư duy đó Đức Phật giảng giải rằng cái chetana là cái kama, tức là cái nghiệp. Mà cái người có những cái hại tư duy như vậy, và những người có một cái hành động mà ác hại, và có người có cái lời nói mà hiểm ác, thì tất cả cái đó đều là sanh cái nghiệp đó, đều là mang cái nghiệp đó. Thành ra tất cả những cái hành động của thân khẩu ý của chúng ta, khi mà những cái căn của chúng ta là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, mà duyên với trần cảnh bên ngoài là sắc thinh hương vị xúc đó, thì cái người trí thì cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe, cái tưởng tri chỉ là cái tưởng tri, không có con người mình thấy cái đó để mà cảm giác khả ý, khả hỷ hay là khả sân, khả si. Cho nên là người đó đã tự do an nhiên. Mà những cái người mà chúng sanh á, chúng sanh có nghĩa là ngu si. Bởi vì ở đây đó, trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy đó, là có hai loại người. Một loại người gọi là thánh nhân, là từ Tu Đà Hoàng đến A-la-hán. Và cái người mà ngu si là chúng ta, cũng như chúng ta. Nếu mà chúng ta nói là tôi không có ngu si, vậy là bạn là thánh rồi. Mà những người mà mặc dù là chúng sanh như chúng ta, nhưng mà có học Phật Pháp, thì nhờ học Phật Pháp mà nhờ hàng ngày tu luyện, là ôn luyện cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy, cho nên cái giáo pháp đó nó nằm trong tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta thấy những cái giáo pháp đó, mà khi mà trong tâm của chúng ta mà khởi lên cái khả ý, khả lạc, khả hỷ đó, thì cái người mà có tu tập thiền định, nhất là cái samatha, là cái thiền chỉ hay thiền định, thì khi mà người tu tập thiền chỉ hay thiền định từ 4 tháng, 5 tháng trở lên, thì cái đó nó sẽ trở thành cái thói quen. Những điều gì mà cái thói quen mà mình thực tập hoài thì nó sẽ trở thành cái tánh tự nhiên của chúng ta. Và khi mà chúng ta có cái tánh tự nhiên là sống trong cái giây phút hiện tại, thì người mà có tánh mà sống trong cái giây phút hiện tại, thì tất cả những cái pháp nổi lên và diệt đi trong tâm của chúng ta thì chúng ta biết. Và khi nào một cái bất thiện pháp nổi lên trong tâm của chúng ta, thì chúng ta thuyết, à, trong tâm chúng ta hiện đang có cái bất thiện pháp là vì ta đã có cái sân tư duy, hại tư duy. Thì chúng ta biết rằng nếu mà cái sân tư duy là hại, tư duy là cái bất thiện pháp đang nổi trong tâm của chúng ta, mà chúng ta không hóa giải nó, thì khi mà chúng ta thân hoại mạng chung, chúng ta sẽ đi vào địa ngục. Mà khi người hành giả biết được như vậy rồi, thì tất cả những ác bất thiện pháp tự biến đi. Vì vậy cho nên cái những người mà tu học như chúng ta, là những người trong rung này có 44 người, là những người mà con nghĩ rằng có cái chiều dày tu hành nó rất là đẹp đẽ. Và vì hàng ngày con cũng nhìn thấy những người như là Tỉnh Nhu, là Thanh, Sương Võ, Sơn Xuôi,
phù vân, nắng chiều vân vân, là những người mà có cái thói quen. Cái thói quen này gọi là cái thói quen tuyệt vời, là tinh tấn tu hành. Và vì tinh tấn tu hành cho nên người đó sẽ biết rằng có cái ác bất thiện pháp nổi lên trong tâm mình. Mà một khi mà chúng ta thấy bất ác bất thiện pháp nổi trong tâm mình thì chúng ta sẽ trừ khử nó đi bằng cách là nếu mà để cái ác bất thiện pháp trong tâm thì chúng ta sẽ thân hoại mạng chung. Như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà này, Ngài dẫn 500 vị tỳ kheo đi ngang ở khu rừng đó, rồi Ngài nói thế này nè: này chư tỳ kheo, tất cả chúng sanh thân hoại mạng chung sẽ đi vào địa ngục như nắm đất mà Như Lai buông xuống. Là bởi vì khi mà Ngài nói vậy thì Ngài nói tiếp theo: nhưng mà có những cái hạt cát, hạt bụi còn nằm trong kẻ tay của Như Lai đó, thì đó là những thanh còn có thể trở lại trần gian này với cái thân hảo tướng tốt đẹp hơn và có thể sanh lên chư thiên. Dạ, thỉnh sư cầm máy lại, bởi vì sư đã bị rớt bích rồi. Thỉnh sư Nguyên Thông ạ. Dạ, con xin lỗi, con bị rớt mạng mà không hay. Con nói rằng khi mà chúng ta đó, nếu mà chúng ta là người tu hành có học pháp và theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, thì cái hai pháp thiền định là Samatha, là thiền chỉ hay thiền định để mà tập trung tư tưởng mình vào. Người nào có cái thực tập cái pháp đó lâu năm, từ 5 tháng trở lên, thì nó sẽ trở thành cái thói quen. Mà khi cái thói quen này thực hành nhiều lần thì nó sẽ trở thành cái tánh. Và do đó cái thiền, cái gọi là Samasati, tức là chánh niệm đó, nó sẽ luôn luôn nó trở thành cái tánh của người hành giả. Đó là sống trong giây phút hiện tại. Mà khi sống trong giây phút hiện tại đó, là người hành giả đó biết những cái ác bất thiện pháp nổi lên trong tâm chúng ta. Và nhờ vậy người hành giả biết rằng nếu mà chúng ta thân hoại mạng chung mà cái ác bất thiện pháp còn trong tâm đó, thì chúng ta sẽ đi vào địa ngục. Mà khi nghĩ được như vậy rồi thì tất cả cái ác bất thiện pháp đã tiêu tan hết. Rồi đó là những giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà những người hành giả thường xuyên tu tập. Nếu mà học không mà không thực hành hai cái pháp Samatha và Vipassana đó, thì người đó chỉ là cái người học để nói mà thôi, chứ không phải học để hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là câu hỏi thứ ba mà con đã trả lời như vậy. Do những cái hệ lụy như vậy mà Đức Phật Thích Ca phải giảng dạy là Vipassana và Samatha để ngăn trừ tất cả những cái ác bất thiện pháp không xảy ra. Và nếu nó xảy ra thì biết dùng những cái ác bất thiện pháp đó và mình tu hành để mình diệt đi, trong cái bài kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy. Và con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm cho những người có trả lời câu hỏi số 4. Con chân thành tri ân sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Dạ, xin cảm ơn sư Nguyên Thông nhiều. Hồi nãy chúng tôi ra đầu tiên nói đã rất là thưa là sư Minh Hạnh. Thì giờ tại vì với cái chat với sư Minh Hạnh, cái ghi tâm của nó bị nhớ về. Dạ, xin cáo lỗi với sư Minh Hạnh và cáo lỗi sư Nguyên Thông. Dạ, xin. Dạ, chúng tôi đã nói là sau đó chúng tôi nói sư Nguyên Thông, là sư không nghe rõ. Cái câu hỏi số 4 này xin xác định rõ cho đại chúng. Sau khi thấy như chân như chân như vậy, với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc đa chủng, y cứ đa chủng đối với xả thuộc loại nhất chủng, y cứ nhất chủng ở đây mọi chấp thủ với thế giới, với thể vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn vì ấy tu tập xả như vậy, xin giảng dạy đoạn kinh băng trên. Trước nhất là chúng tôi xin không trả lời được, bởi vì chúng tôi chưa có nắm được một cái điều thì chẳng hạn như xả nó loại đa chủng và nhất chủng nó như thế nào. Và tại sao gọi là y cứ mọi vật một cái đoạn trừ hoàn toàn không có dư tàn, thì xin xác định lại chúng là chúng tôi sẽ thọ trì lại, chứ tôi không có nắm được phần này, không có thể giảng kinh văn mà trích dẫn như thế này một cách
tự nhiên và tự do. Đấy là chúng tôi xin bảo trình thật như vậy. Và thí dụ như là quý vị biết thí dụ như thế nào cái chữ xã thuộc về cái đa chủng, xã thuộc về nhất chủng. Chúng ta phải tìm những kinh văn cái điều này thuộc về chẳng hạn như trên tinh ý, cái này là phải sư phụ thị siêu hay các vị thầy, là chúng tôi cũng báo như vậy cho quý vị. Và chỉ nói tiếp cái câu hỏi số số thổ lượng số 3 thôi. Dạ. Bởi vì chúng ta phải biết tôn trọng pháp bảo, mà nếu như là một vị nói pháp bảo, cái gì chúng ta biết có thể nói được, có thể hiểu được thì chúng ta nói, còn không thì chúng ta không nên nói. Đây là cái sự thọ trì cũng như là như vậy, xin báo thật cho quý vị biết. Dạ, xin có cái câu tiếp theo, cái câu của sư Nguyên Thông vừa thảo luận và chúng tôi cũng giảng thêm. Tại sao mà những điều mà khó hiểu như Đức Phật lại dùng những cái ví dụ để minh họa những cái hệ lụy về ngũ dục? Sự thật ra không khó hiểu, đúng vậy, nhưng Đức Phật ngài luôn luôn nhắc lại nhiều lần trong cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc của chúng sinh. Cái đó là cái vị ngọt món ngon của chúng sinh, mà không bao giờ mà biết chán, không bao giờ biết từ bỏ. Nhớ, không có từ bỏ được. Chán, chúng ta, cái chán của chúng ta không phải là chúng ta chán, chán mà chúng ta nhàm chán và chúng ta sợ hãi xả ly, thì đó mới gọi là cái chán nản, hay là cái sự từ bỏ. Còn ở đây sự thật ra là chúng sinh mắt tai mũi lưỡi thân và ý này, mắt bắt cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi mười thân xúc chạm, lưỡi nếm vị, toàn là sống ở cõi dục. Cho nên cái gì mà vừa lòng cái hái kể cả lạc thời thoải mái khởi sanh, thích cái sự dễ chịu, thích cái cảm thọ lạc, không ghét cái cảm thọ khổ, cầu mong những điều đó thì để chúng sinh rất là dễ gần, rất là dễ hiểu, mà phải tâm niệm thường nhắc hoài là Đức Phật ngài ví dụ những hình ảnh đó chính là cái gì, để gợi nhắc cho chính chúng ta thôi. Bây giờ các thầy tỳ kheo phải nhớ, khi đi vào làng phải thu thúc mắt, khi mắt bắt đến cảnh sắc buổi sáng, khi phải mặc y như thế nào, đắp y ra sao, bước chân như thế nào, phải tác phong như thế nào, thì được ví dụ như là một người, một vị sa môn phải từng bước chân để làm như thế nào, để ví dụ như là nhẹ nhàng thanh thoát, không có bị trói buộc. Rồi Đức Phật ngài thấy cái sự bay nhảy đó là không được, thì sa môn không có nên chạy nhảy, y áo phải chỉnh tề, không được xốc xếch. Rồi kính thưa quý vị, cái hình ảnh mà minh họa về cái ngũ dục này thì nó nhiều lắm, chẳng hạn như ngũ trần, như khúc xương khô, đó chúng ta nãy như sư phụ Tư Siêu đã nói như vậy, và dục là vui ít khổ nhiều. Rồi chẳng hạn như là đó như bảy màu, như kinh bảy màu cũng là một ví dụ nữa, để nói lên cái gì, nói lên cái dục, cái cũ ngũ dục mà chúng sinh đắm chìm, chúng sinh đắm nhiễm nó. Nhưng điều nói bây giờ bảy màu nó biết không, biết bảy màu không, biết. Bây giờ quý vị thấy chưa, bây giờ thợ săn nó đi bẫy mình, hay là mình không khéo thì mình chính là mình là một người thợ săn, mình đi bẫy chính mình chứ không có thợ săn nào hết. Mà đó cũng chính là hình ảnh mà Đức Phật ngài cảnh cáo cho chúng ta biết đó, cái hình ảnh thợ săn đó là chính là mình đó chứ, không ai là mình thôi. Cũng như thế, cái sự tu này là do chính mình thôi. Cái thật giả nó khôn lường, nhưng ở đây tâm của con người có nhìn ra cái sự thật đấy hay không? Cái sự thật đây chính là cái gì? Cái hệ lụy, cái đau khổ. Nhưng không nhìn. Tại vì sao? Luôn luôn tránh, luôn luôn trốn, luôn luôn tìm những cái gì mà cảm giác lạc, cảm giác tốt, cảm giác nó êm ái, cảm giác nó tốt đẹp, khái kể khai lạc. Chứ không bao giờ nói đến, ví dụ như Đức Phật ngài ví dụ
từ một người trẻ cho tới đến khi già, đến khi chết, hình ảnh đó chúng ta không muốn thấy, không muốn nhìn. Hay là Đức Phật nói ở cái vị thiên sứ thứ nhất, vị thiên sứ thứ hai, vị thiên sứ thứ ba đến báo cho ta biết, đó là cái sanh già đau chết. Nhưng chúng ta đâu có nghĩ như vậy. Một hình ảnh dạy cho ta, cảnh báo cho ta. Rồi thí dụ như là Đức Phật này ví dụ thứ hai như đó, thí dụ như ngày xưa đó, khi mà còn là Bồ Tát đó, có một cái tục lệ, tức là khi mà Đức Vua mà nhìn thấy cái sợi tóc bạc ở trên đầu là truyền ngôi, để biết rằng mình đã già. Thì cái hình ảnh cái sợi tóc bạc để minh họa cho cái gì? Cho cái già của chính chúng ta. Bây giờ sự thật ra đó là chúng ta bạc trắng cả đầu. Đó là chúng tôi đang nói những người hiểu biết Phật Pháp, có cái tinh nhân tinh quả, có cái sự tầm cầu, sự chấm dứt, cái sự chấm dứt đau khổ đó. Nhưng họ cũng vẫn, họ vẫn cảm thấy rằng họ vẫn còn cảm thấy họ chưa có già, họ vẫn đam mê, vân vân. Thì đây chính là một điều mà chúng ta tự suy nghĩ, chúng sinh tại sao nó như vậy. Chính Đức Phật này như vậy, cho nên Đức Phật này dùng rất là nhiều cái hình ảnh để minh họa, để chứng minh cho cái ngũ dục này nó là như thế, nó vô ích, rất khổ nhiều. Và sự sống của chúng ta rất là ngắn ngủi so với những cái kiếp, so với những cõi giới khác, như là cõi, ngay cả cõi dục, cõi trong cõi dục này thôi, cõi tứ đại thiên vương thôi, một ngày là 50 năm chúng ta, một ngày của cõi đầu lợi 100 năm của cõi người. Thì chúng ta thấy cõi người nó chóng qua, và cho tới các cõi phạm thiên luôn. Thì đứng trên cái nhìn của Đức Phật ấy, thì Ngài cũng cho rằng đó chính là một cách nhanh chóng, trong sát na vô thường, trong sự khổ đau, trong cái sự hiện hữu pháp giới hữu tình này, trong sự trầm luân, trong sông mê biển khổ này, nó là như thế. Mà tất cả chúng ta phải có một sự tỉnh thức, Đức Phật này đã dùng hết. Cho nên đây cũng xin xác định đó. Khi chúng ta giảng kinh văn, có một số người nói như thế này, bởi vì kinh nó tối nghĩa quá, cho nên chúng ta phải dùng nhiều cái hình ảnh, chúng ta nhiều cái ví dụ ở cuộc đời, cuộc sống, xã hội để làm sáng nghĩa. Nói như vậy là chúng ta nói là quá là ngu si, quá là ghê gớm, quá là dại khờ. Sự thật ra quý vị nhìn vào kinh văn, chúng ta phải thấy trên trực quan nó sinh động vô cùng to lớn. Những gì mà đức, những cái kiến văn của Phật đó, cái tuệ giác của Phật ngày bổ trồng ở trên rồi, không còn cái gì thiếu nữa. Do chúng ta không hiểu, do chúng ta không trình bày được, hay chúng ta không hiểu. Chứ sự thật ra kinh văn là như thế. Những lời nói của Phật, những lời dạy của Phật sống ở gần kề cuộc đời này, chứ không có đi xa. Cho nên đó, tại sao những cái ví dụ đó rất là gần kề, để cho chúng ta thấy, cho chúng ta ngửi, cho chúng ta nếm, cho chúng ta đụng, cho chúng ta nghe, thấy nghe ngửi nếm đụng này, để chúng ta làm sao tu tập để vượt qua cái hệ lụy đó, làm sao tu tập để thắng đạt được cái hệ lụy đó, để thành tựu cái, để không phải chấm dứt, không phải để cho nó phải không còn, phải mà chúng ta phải bị cột rối, phải bị đau khổ nữa. Thì xin có đôi điều trình bày qua thêm câu thảo luận số 3 là như vậy. Thì kính chấm dứt cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Trước nhất xin đảnh lễ và cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng quý Ngài đã vào trong sinh hoạt và giảng thuyết. Cảm ơn quý ấp chư Phật tử đã lắng tâm thành tình nghe Pháp. Và xin hẹn gặp, đảnh lễ quý Ngài và hẹn gặp quý Ngài vào chương trình ngày mai như giờ thường lệ. Tiếp theo thì chúng lên để kinh hồi hướng vô hoàng mạng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sam Ra, dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Sa Thử Lành Thầy. Chúng con kính trân thượng tọa Tùy Quyền đã đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Con là nhà nguyện thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong lưu lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý ớt để trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm từng lạc Phật sự viên thành.
Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp diệu mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Yang kinci kusala kamang kapa pangiri yang memangkaye nawaja manasa didase sukatang katang yeta pasanyino ati yeja santa asanyino katang bunya palang mayan sape paki pawantute yetang katang Suyendang punya palang maja ye jata tana jalan di dewa dan tua liwe kayum sabe lo kami ye sata jiwan taharane duka manunya po jalan sabe lapan tumpa maje tanpani con xin hồi hướng phước lành mà các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận pháp hương thường kiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc hòa thủy nhân Sapang subang galang kakan tu sapa devata sapa bhuta rupa vena soti hontu nirontarang hontu sapang subang galang kakan tu sapa devata sapa dhamma rupa vena soti hontu nirontarang hontu sapang subang galang kakan tu sapa devata sapa sangha rupa vena soti hontu nirontarang thiện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh